Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Ta đã tìm được nguồn cực chứa toàn bộ năng lượng của hành tinh này. Hay lắm. Đến lúc rồi, ta sẽ kích hoạt quả bom hóa học của mình. Nó sẽ chuyển đổi toàn bộ năng lượng ở đây vào người của ta. Ta sẽ biến thành một thực thể vô địch, trở thành một vị thần mới. Kích hoạt rồi, kích hoạt rồi. Mau, mau, nổ ra nào. Chuyển hóa năng lượng nào. Cơ thể của mình. Hay lắm, hay lắm. Thành công rồi. Mình đã hấp thu được toàn bộ sức mạnh của hành tinh đây rồi. Mặc dù hơi gớm ghiếc một tí, nhưng chắc chắn mình sẽ là thực thể. Mình sẽ là sinh vật mạnh nhất. Mình sẽ khiến cho các loài khác phải quy phục mình, đặc biệt là lũ con người ngu dốt. Kể từ nay bọn chúng sẽ gọi mình là vua. Được rồi, tiến về phía trước và bắt đầu thể hiện oai phong nào. Hả? Sao không di chuyển được vậy? Chân của mình. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Chào các bạn. Hôm nay tôi là một nhà thám hiểm hóa học. Tôi đã tìm ra được nguồn gốc của cực tại trái đất này. Tôi dùng bơm hóa học để khai mở nguồn cực đó, hấp thụ toàn bộ sức mạnh vào người của mình để Hồng trở thành một thực thể vô địch. Và thật bất ngờ, tôi đã thành công. Nhưng mà một điều kinh hoàng đã xảy ra với tôi. Đôi chân của tôi đã hóa thành những cái rễ cây đầy thịt cắm sâu xuống mặt đất, và tôi không thể nào di chuyển được. Tôi cứ đứng mãi ở đây, chết chồng ngày này qua tháng nọ. Một khoảng thời gian dài kể từ khi vụ nổ hóa học nó xảy ra, thời tiết cũng bắt đầu thay đổi, mưa, nắng, rồi cây cỏ bắt đầu mọc. Sinh vật xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng ngửi thấy mùi hôi nách của tôi, liền tưởng tôi là thức ăn, bay tới cẩu rỉa, khiến tôi rất khó chịu. Tôi không còn cách nào khác, cũng dùng đôi tay kỳ quái của mình chặt chém và giết chết từng con sinh vật đáng ghét. Thật không ngờ, thứ thịt bọn chúng sau khi chết thối rữa và thấm xuống đất. Cái rễ chân của tôi bắt đầu hút thứ thịt thối rữa đó, khiến người tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tràn đầy sung sức. Không lẽ đó là cách mà tôi lấy dinh dưỡng hay sao? Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh. Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu nữa. Nhưng rồi mùa đông cũng đã đến. Tuyết rơi rất nhiều. Mọi thứ trở nên đông cứng. Tôi không muốn như thế này tí nào đâu. Người không muốn sống nữa, vậy hãy chui vào bụng của ta, làm muỗi thức ăn mùa đông của ta đi. Gì vậy? Một con giun đất thật kỳ quái. Nhìn mũi to đấy, bự đấy. Được rồi, đến lúc ta sẽ xé xác ngươi. Cái quái quỷ gì đây? Là một con rắn nắm đầu à? Chết xe ta ra. Ta không phải là giun, ta không phải là thức ăn của người, ta là một con người. Còn gì thì cũng vào bụng ta hết, rồi chuyển hóa thành phần của ta. Không. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã dùng cái bàn tay lưỡi liềm của mình cào vào trong cổ của nó, cắt đứt cuống họng của nó, khiến cho nó chết. Thứ thịt vô cùng lớn của con rắn chín đầu này cũng đã làm cho vùng đất ở đây thối lên và tạo ra một thứ chất dinh dưỡng rất đặc biệt. Tôi cũng hấp thu chất dinh dưỡng này và khiến cho người tôi phát triển một cách nhanh chóng. Wow, người của tôi thật vĩ đại, nhiều xúc tua mọc ra quá. Nhưng mà tôi không thể nào di chuyển được. Ngươi không thể di chuyển được thì để ta giúp ngươi di chuyển. Cái gì thế kia? Lại thêm một con quái thú băng tuyết khổng lồ nữa à? Nhưng mà ngươi nói gì? Ngươi có thể giúp được ta hay sao? Đúng vậy. Vậy thì hãy đến đây, mang ta đi chỗ khác đi. Được, được. Nhìn người thật là nhiều xúc tu, đầy thịt, màu đỏ thật tươi rói. Trời đất ơi, ngươi không khác gì mấy con quái vật 18 tuổi, vừa thơm, vừa đẹp, vừa quyến rũ. Khốn kiếp, thứ biến thái đây. Ta là sinh vật đực đó, ngươi định dễ sơm ta à? Sinh vật đực càng tốt, ta là lẹo cái đây. Mày không hớt được tao con trai, tôi bị không tình yêu. Nên ta không có che đâu, nằm im nào, nằm im nào, để ta khiến người mân mê. Không, không bao giờ. Tránh xa ra, tránh xa ta ra. Đột nhiên có một thứ quái vật băng tuyết tới đây. Tưởng rằng nó giúp đỡ tôi, nhưng thật không ngờ nó là một con quái vật lẹo cái biến thái. Nó đã dê sờm tôi, nhưng thật may mắn lúc này nhờ những cái xúc tu vô cùng sắc nhọn mà cơ thể tôi vừa mới mọc ra, tôi đã chọt nhiều phát vào người của nó. Máu của nó bắt đầu tủ ra giống như nước, khiến cho thứ quái vật này đau đớn và bắt đầu sợ hãi. Dừng lại đi, dừng lại đi. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm hại anh bạn đâu. Tôi sẽ giúp anh bạn di chuyển. Mày định lừa tao một lần nữa hay sao? Tao sẽ giết chết mày luôn. Hấp thụ cơ thể của mày, biến người của mày thành chất hữu cơ để tao hút vào. Không, không. Chạy rồi, chạy rồi. Đứng lại, đứng lại thứ chết tiệt. Nó cũng đã nhận ra được điểm yếu của tôi là không thể di chuyển. Thế là nó cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi mất. Tôi rất tức giận nhưng không thể nào làm gì được. Tôi lại tiếp tục đứng như trời trồng ở đây. Thời gian lại thấm thoát trôi nhanh, từ mùa đông đến mùa xuân, rồi cuối cùng cũng sang mùa hạ. Lúc này tất cả cây cối, sinh vật bị sức nóng của mặt trời chiếu cũng đã khiến cho bọn chúng hầu như là chết sạch. Chỉ còn một số động vật có thể sống trong sa mạc tồn tại được mà thôi. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi! Người tôi đang di chuyển! Không lẽ tôi có thể chạy nhảy được hay sao? Wow. Mẹ kiếp! Cuối cùng mùa nóng cũng đã đến. Ta thức dậy để kiếm thức ăn thôi. Thứ gì trên lưng ta sao nặng thế này? Không phải mình có thể di chuyển, mà là có một con quái vật đã trồi từ dưới mặt đất trồi lên. Cái quái gì trên lưng ta thế này? Một khối thịt bạch tuộc khổng lồ à? Hay lắm, vậy để ta xé xác ngươi. Không biết ai mới là người bị xé xác đó. Hãy xem đây, ta sẽ dùng rễ chân của ta thọc vào trong người của ngươi, hút sạch nội tạng và máu của ngươi. Chết đi. Không. Không biết sinh vật sa mạc này là gì, nhưng năng lượng và thịt của nó rất dồi dào để giúp người tôi một lần nữa phát triển. Trời đất ơi, sao nhìn tôi ghê tởm hơn thế này? Khổng lồ không? Thân hình của tôi bắt đầu có vẻ hơi giống con người lại rồi. Hay lắm. Mặc dù tôi không thể nào di chuyển được, nhưng bây giờ tôi sẽ dụ mọi sinh vật tới đây, nuốt chửng hết bọn chúng, để cho bọn chúng biết rằng tôi mới là chúa tể thế giới này. Kia rồi. Cuối cùng bao năm qua mình cũng đã cực khổ tìm được con boss mạnh nhất tại thế giới tiền sử này. Hay lắm, bây giờ mình sẽ sử dụng công nghệ robot hiện đại nhất của con người để tiêu diệt nó, kết thúc mối họa này. Được rồi, ra đây nào, robot của ta. Tôi, Rockwell, vẫn đứng như trời trồng ở vị trí đó, thu hút tất cả các loài sinh vật khác và càng quét hấp thụ hết cơ thể của bọn chúng, càng ngay càng mạnh. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ vô địch trái đất này. Nhưng thật không ngờ, vào một ngày đẹp trời, có một tên con người nhỏ bé kỳ lạ. Hắn đã mang theo một thứ gì đó robot khổng lồ và tiến tới muốn giết chết tôi. Khốn kiếp, Người tới đây, ta sẽ thể hiện sức mạnh với loài người tầm thường các ngươi, để cho các người phải quy phục dưới chân ta. Cái gì? Người dám thách thức nhân loại hay sao? Loài người của bọn ta phát triển rất hiện đại rồi. Bây giờ bọn ta có thể điều khiển được vật thể khổng lồ này. Hãy diệt ngươi! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ta mới là con người mạnh nhất. Ta sử dụng năng lượng của trái đất này để biến thành như thế. Bây giờ ngươi đòi vượt bắt ta, ta không thể nào chấp nhận. Hả? Không lẽ ngươi là nhà thám hiểm Rockwell? Kẻ đã đánh cắp sức mạnh của lõi trái đất rồi trở nên như thế này. Sau đó ngươi lại tàn phá thế giới này, giết rất nhiều sinh vật. Được lắm, vậy thì hôm nay ta sẽ liều mạng giết chết ngươi, đã khiến cho trái đất lấy lại nguồn năng lượng và sống hòa bình. Cái gì chứ? Các ngươi nghĩ sản phẩm nhân tạo của loài người các ngươi có thể chống lại sức mạnh tự nhiên mà do ta tạo ra hay sao? Người khinh thường sức mạnh trí tuệ của con người bây giờ rồi đó. Được lắm, ta thấy những cái xúc tua con người thật lợi hại, ta sẽ hủy diệt bọn chúng trước. Cái gì thế này? Cái gì thế đây? Sao mình mất hết toàn bộ sức lực thế này? Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ngươi đừng có nói nhiều nữa, đành lục xuống địa ngục và chuẩn bị tán xác đi. Hãy trả lại nguồn năng lượng tự nhiên về nơi vốn có của nó. Chết đi! Không!